Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 9 tháng 8 năm 2020. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, vùng núi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, chiều có mưa dông rải rác, tối và đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Thủ đô Hà Nội, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ.